Supersale chấm vn giảm giá nick càng thông tin đến 50% và đặc biệt rằng có bán quân huy giá rẻ. Nếu bạn nào có nhu cầu mua quân huy giá rẻ hay mua nick thì các bạn đừng quên vào Supersale chấm vn có bán quân huy và nick giảm 50% tất cả các bạn ơi. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel chúng ta. Năm mới mình xin chúc tất cả các bạn toàn thể tất cả các bạn có một năm mới thật là vui vẻ và an khang thịnh vượng các bạn nhé. Và clip ngày hôm nay thì Nakarot năm 2022 thì nó sẽ chơi như thế nào? Trải qua rất nhiều năm rồi thì Nakarot nó sẽ thăng trầm rất là nhiều. Đây, và này mình sẽ bay vào Violet nhé. Các bạn có thể thấy được rằng là ở phiên bản mùa này hoặc là năm 2022 rồi, Nakarot chơi nó hơi bị gọi là khép nép một chút so với những phiên bản trước. Các bạn hãy nhìn cách mình lao vào một mục tiêu và cách mình ra vào trong combat, các bạn hãy quan trọng và để ý nhất cái giai đoạn này. Đấy, đó chính là mình sẽ tập trung vào những vị tướng mình giết được, và thay vì đó mình sẽ không tập trung bay vào mở rau trong combat mà chỉ lao vào khi giết được một vị tướng thôi các bạn nhé. Cảm thấy không đánh được thì mình sẽ lui. Đấy là cái quan trọng ở khi chơi Nakarot mùa 22 này. Và cái điều quan trọng hơn là các bạn đừng quên rằng năm mới nè rồi, các bạn đang có nhu cầu mua nick thì đừng quên nhắn tin trực tiếp vào Zalo của mình. Chắc chắn các bạn sẽ mua nick cực kỳ rẻ và cực kỳ ngon luôn. Chẳng hạn rằng là nói chung được giảm 50%, chẳng hạn nick 1 triệu sẽ còn tầm 500.000, nick triệu 2 thì sẽ còn 600.000, và mình chỉ toàn còn những nick VIP tầm triệu 1, triệu 2 thôi, và sẽ giảm giá 50% chỉ còn tầm 600-700.000 các bạn nhé. Và đừng quên rằng nick đó sẽ có những cái gì. Thứ nhất, nếu không có những skin SS hữu hạn thì nó sẽ trên 100 skin và 100 tướng. Đặc biệt rằng là sẽ có rất nhiều ngọc, bởi vì những cái nick của mình thì nó sẽ tập trung vào những người chơi ít nhất 1 năm rưỡi đến 2 năm, người ta tập trung cày vàng và mua ngọc rất là nhiều, cho nên các bạn sẽ được lời rất nhiều. Thứ nhất, những cái nick để các bạn sẽ bỏ nhất ít nhất 1 đến 2 năm các bạn chơi, 1 đến 2 năm có ổ thằng rác này, chỗ cái thằng rác 1 2 năm các bạn chơi là mất thời gian ạ. Thứ hai là nạp bao nhiêu tiền vào đấy. Chẳng hạn cái nick đơn giản thôi, cái nick tầm 1 triệu 2 của bên mình thì nó có tầm 7-80 skin, 7-80 tướng, nhưng đặc biệt là nó có vài skin SS hữu hạn như Rioman ấy. Đặc biệt rằng là có skin rat cái skin gì mình mới skin Saitama gì của thằng rat đấy, rất là VIP các bạn nhé. Nếu nick không có nhiều tướng thì đặc biệt nick đó sẽ có skin rất là VIP SS hữu hạn hoặc là SS các bạn nhé. SS cộng được lên rất nhiều skin đẹp đấy. Nick nào các bạn tùy, nếu các bạn thích mua nick nhiều tướng thì đòi lại các bạn sẽ không có nhiều skin đẹp. Các bạn muốn mua skin đẹp thì đòi hỏi các bạn sẽ không có nhiều tướng, chắc chắn rồi. Một cái skin nó bằng hơn cái nick rồi anh em ạ nhé. Một cái skin SS cộng được lên thì nó bằng hơn một cái nick, một cái nick của 600.000. Mà các bạn ví dụ mua một cái skin 600.000 đi thì các bạn được một cái nick chơi 1 năm rưỡi đến 2 năm, được nói chung là đa dạng tướng chơi. Nói chung là thực sự để mà nói là bản nick cái thời này, bản nick cảm giác thì tiếc, một phần là vừa tiếc, một phần là vừa cảm giác của một cái gì rất hụt hẫng. Chơi liên quân mobile nó thật, nạp bao nhiêu tiền vào, nạp rất nhiều tiền vào, bạn lại được bao nhiêu đấy. Những cái nick mình bản trời ơi, nó ngon, nó VIP mà nó tại sao nó rẻ vậy đấy, mình cảm giác tại sao nó rẻ vậy. Cho nên rằng đầu xuân năm mới thì mình sẽ khuyến mãi anh em giảm 50% nick nhá. Anh em mua nick thì nhắn tin trực tiếp vào Zalo của mình, và còn không thì anh em mua vào shop mưa sướng ấy. Đấy, anh em có hai địa chỉ đấy, và số Zalo của mình thì mình đã để ở phía trên phần bình luận rồi. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại về vấn đề chính. Nakarot ở phiên bản 2022 này, và đặc biệt nói riêng và tất cả các những cái mua gần đây nói chung, thì Nakarot nó không còn thực sự các bạn sử dụng rồi băng xương cái phái này. Chúng ta không còn được gọi là thấy Nakarot nó mạnh bạo như trước nữa, mà đòi hỏi những người phải có kỹ năng mới cầm được Nakarot chơi tốt ở phiên bản mùa này. Chắc chắn rồi, những người chơi trung bình Nakarot thì phiên bản này các bạn đừng hy vọng rằng nó làm việc hiệu quả cao. Nhưng vốn gì, dù gì đi chăng nữa thì Nakarot nó sẽ hiệu quả. Vì sao? Bởi vì đây là một vị tướng cơ động nhất tiến quân. Nhờ vào sự cơ động đấy thì Nakarot sẽ có rất nhiều lối chơi đa dạng. Đặc biệt rằng cách chơi nói chung nó rất chơi rất phong phú, chơi kiểu thọt được, chơi kiểu sánh được, chơi kiểu cover tiến được, và chơi kiểu đầy lẻ được, chơi được rất nhiều kiểu chơi mà các vị tướng khác hầu như là không có. Vậy thì cách chơi đặc trưng nào của Nakarot ở mô này thì mình khuyến các bạn, thứ nhất đó chính là Rio Leviathan, một cái build trần phái của Nakarot chắc chắn đâu. Chúng ta sẽ không còn thường xuyên lên cái đao tri hôn nữa, bởi vì vốn gì đang Nakarot sẽ rất dễ bị bốc hơi. Rồi cái phái này này,
ván này lao vào thằng đủ kén chơi này, không cần phải chơi má đâu, đủ đám đấy. Đấy, trẻ đủ đám đấy. Nakroth thì nó có một cái hay ở một cái chỗ phiên bản này là không cần lên đao tri hôn nhưng vẫn có đám các bạn nhé, vẫn có đám. Và mình sẽ lên view Leviathan, và đặc biệt rằng cách ra vào, cách combat của mình các bạn. Đây, từ từ mình giết được thằng Ghidu nhá, từ từ chơi má này. Rồi ok, nó chơi má khắc chế rồi, giết đấy các bạn thấy chưa. Đó chính là cái cắn sát thương của mình đấy. Cắn sát thương thì các bạn biết rồi, các bạn phải biết được là ở phút thứ 7 này các bạn sẽ giết được thằng nào, hoặc phút thứ 8 các bạn giết thằng nào. Những cái quan trọng ở cái chi rát quan trọng hơn hết là giết trong bao lâu đấy, các bạn phải nhớ giết trong bao lâu nhá. Rồi các bạn mình tẻ một chút, chẳng hạn để mình phân tích các bạn biết này, với cái bureau này mình không thể nào combo chết được một vị tướng, nhưng như nào ạ, chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta có thể lão vào trong bát. Thứ nhất, một là những vị tướng nó thấp máu một combo chết. Thứ hai là chúng ta có thời gian để giết vị tướng đó, thời gian để tiếp giết vị tướng đó như nào. Chẳng hạn chúng ta sẽ bắt thằng Violet ấy. Thằng Violet nó lên cao chẳng hạn, nó không thể về được trong khoảng tầm 5 giây, nó không thể về hoặc không có đồng đội đến cứu, thì đó là thời điểm thích hợp để mà bắt lẻ hoặc giết một vị tướng đấy. Còn không, chúng ta cảm thấy nếu không có thời gian giết vị tướng đó, chúng ta phải chạy thật nhanh. Nhiều bạn bị mắc một cái lỗi nào, bắt buộc tới Nagrod mua này các bạn phải cắn như mình cái sát thương, và sát thương giết trong bao lâu nữa cơ đấy. Nói chung cái liên quấn này nó khổ lắm đấy, cắn sát thương đã khổ rồi mà phải giết vị tướng này trong bao lâu thì nó còn khó hơn đấy. Chẳng hạn như là mình nói thật các bạn nhé, gì nhỉ, cái gì mình định nói mà quên, nhưng mà cái quan trọng nhất ấy, cái học sát thương này ấy, nó thực sự là nó phải rất là lâu đấy, nó phải rất là lâu. Chẳng hạn cái bureau này, cái bureau này các bạn nhé, bureau này thì nó sẽ không phải là mạnh nhất của Nakroth, nhưng nó giúp cho Nakroth chống chịu trong combat rất tốt. Chẳng hạn không bị thằng Ruke sốc sát thương, không bị thằng Arthur nó thủ, không bị thằng xa thủ nó bắn đấy. Bây giờ mình sẽ làm các bạn một màu này, mình sẽ đi bắt lẻ này thằng Violet, ít nhất mình cần 5-6 giây mình giết thằng Violet một combo tròn đấy. Thằng Rat chơi được này, thằng Rat hết chiêu rồi, chơi ok đấy, lùi ra một chút, lùi nhẹ một chút đấy. Nakroth phiên bản mùa này thì mình hy vọng các bạn đang hãy nhớ cho mình cái cắn sát thương và giết được người bị thương bao lâu, bởi vì thực sự bureau này các bạn không thể nào đòi hỏi được là nó một combo chết được một vị tướng, nó không có đâu, không có. Phiên bản này thì Nakroth phải chơi semi tank. Semi tank là như nào, là lên nửa đám nửa cốc đây, cái pha này này đủ đấy, không biết đủ không, khả năng đấy đủ 5 giây đấy, mình vừa cắn chuột đấy các bạn thấy chưa. Cái gì đấy thằng này này các bạn xem này, mình em bị Avalanche qua đây một kém chưa một rồi, mình chạy đi đâu xong để các bạn nhé. Rất tuyệt vời, Nakroth 2022 thì mình sẽ tổng kết lại cho anh em một chút rằng Nakroth nó có rất hiệu quả, bởi vì vốn gì đó, cho dù nó bị giảm sức mạnh đi bao nhiêu đi chăng nữa thì cái lối chơi Nakroth nó sẽ có rất hiệu quả ở trong tất cả cái meta, bởi vì nó là kỳ tưởng cơ độc nhất. Trừ khi nó bị nét cái tâm xa của những cái chiêu thức ấy, thì lúc đó thằng Nakroth nó mới bị yếu nhá. Có cái lượng sát thương thì các bạn biết rồi, Nakroth khi nào cũng đủ sát thương để giết những cái vị tướng hết, cho nên rằng đã là một vị tướng cơ động thì chúng ta sẽ phải có những cái lối chơi đặc trưng trong từng clip, không phải clip nào cũng áp dụng những cái lối chơi này, mà chúng ta phải chơi được nhiều tình huống, nhiều cái chiến thuật để chúng ta áp dụng vào nhiều trận đấu các bạn nhé. Đấy, có trận thì chúng ta sẽ lên Darion, có trận thì sẽ lên Rio Leviathan. Đấy, không phải khi nào các bạn cũng nhất quyết là phải lên đúng một bureau, rèn một bureau. Cái lối chơi đấy là lối chơi từ mùa 2, mùa 3 rồi. Mình nhớ ngày xưa khi chơi mùa 2 lên đúng một bureau các bạn, từ đầu đến cuối, từ 100 trận này, 200 trận, 300 trận cùng đúng một bureau. Nhưng ở trong mùa meta này, bắt buộc các bạn phải chơi đa dạng đồ. Đa dạng đồ là như nào? Chẳng hạn trong trận đấu này, mình cảm giác rằng mình bị đe dọa bởi thằng Arthur ấy, khi bay vào, thằng Rat sốc sát thương hoặc thằng Duke. Nếu mình solo Duke thì mình lên full đám thì mình sẽ bị nó sốc sát thương chết, cho nên cái việc mình bị đe dọa đến tính mạng thì mình sẽ phải lên cái Rio Leviathan. Còn lại ví dụ những vị tướng mà nó không có khả năng sốc sát thương hoặc mình khả năng bị được trên cơ một chút thì chúng ta sẽ từ tiến lên đao tri hồn. Đấy các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy nhá. Phải nhớ mình điều đấy. Nhưng đa phần thì nói chung để mà lấy được đao tri hồn rất là khó, bởi vì hầu như Nakroth phiên bản này nó khắc chế rất ít, nó không khắc chế ai mà cũng rất ít vị tướng khác khắc chế nó. Đấy, nó kiểu nôm na như vậy ấy. Đấy, không có một cái cố định nào cả, cho nên cái việc lên đao tri hồn thì nó sẽ tùy trận đấu và hầu như ít lên hơn những phiên bản trước. Các bạn hãy nhớ điều đấy nhá. Đấy, Rio Leviathan các bạn hãy nhớ đấy. Rồi, combat thì các bạn biết rồi, các bạn đã xem clip mình Nakroth ở cách đây vài ngày thì mình cũng hướng dẫn các bạn rồi. Nakroth chỉ lên bay vào vết mạng, chỉ lên bét vết mạng. Nakroth không còn mở combat như trước, bởi vì ngày xưa khi Nakroth một combo chết một vị tướng ấy
thì thường Nagatoss sẽ mở combat giao tranh rất tốt. Nhưng xuyên suốt khi Nagatoss bị giảm sức mạnh nhiều cái cộng kết hợp build thì Nagatoss không còn mở combat được nữa, bởi vì một combo của nó không chắc chắn giết được một người, cho nên bay vào sẽ rất dễ bốc hơi. Chờ thằng này hết rồi, thằng này hết chiều 3 thì xác định 5 chỗ đó. Đấy, cách đối đầu đu ké thì mình đã hướng dẫn rất nhiều rồi. Đấy, quan trọng nhất các bạn hãy nhớ cho mình này. Thứ nhất là cái mục tiêu các bạn lao vào dàn đầu game, tuyệt đối không được mở giao tranh. Đấy, chỉ nên bay vào khi các bạn giết được một vị tướng hoặc giết được vị tướng đấy thì bay vào. Còn không như nào ạ? Còn không các bạn đứng ngoài, đừng vào. Đấy, hoặc cầu đìa máu thôi. Đấy, cho nên các bạn nhớ điều đấy. Tiếp theo là các bạn phải cố gắng chơi Nagatoss mùa này, bắt buộc phải cắt được sát thương giết và giết trong bao lâu. Có đấy các bạn ạ. Giết trong bao lâu là có đấy, nó rất là quan trọng đấy các bạn. Rồi, tiếp theo nữa trong combat tổng, combat late game thì Nagatoss luôn luôn là vào 6 combat nhá. Late game vào 6 combat và mục tiêu đơn giản thôi. Khi combat tổng cuối game thì chủ lực của nó là cái điều easy đó. Đấy, thì những cái điều để trên đây mình sẽ giúp cho các bạn chơi Nagatoss thật tốt hơn. Mà các bạn đừng quên rằng Tết này thì mình có bạn nào nhu cầu mua nick để chơi Tết thì các bạn đừng quên là mua cho mình, thì nó cực kỳ, nó cũng chắc chắn rồi, nó sẽ được chơi vĩnh viễn. Các bạn muốn nick của mình chỉnh tay mình bán nhé, trên Zalo là chỉnh tay mình bán, thì mình sẽ được kiểm soát được những cái nick và mình chọn lọc những nick gọi là những người chơi, gọi là các bạn sẽ được chơi vĩnh viễn, các bạn sẽ không bao giờ bị hack, không bao giờ bị liên kết Facebook, các bạn sẽ không bị cái gì hết, ngoài cái việc các bạn mua sao các bạn chơi để vĩnh viễn trọn đời. Và đừng quên rằng mình khi các bạn muốn nick trên tay của mình ấy, mình sẽ có hỗ trợ bán lại cho tất cả anh em nhé. Bạn đang mua ở trên Zalo của mình thôi thì mình phải hỗ trợ, bởi vì những cái nick của mình bán từng bản cho các bạn thì mình có thể hỗ trợ bán lại cho các bạn được. Chứ các bạn bây giờ mà những cái nick mô các bạn hỗ trợ bán, mình thì hỗ trợ được. Nên những cái nick mình từng bán, mình bán các bạn trên Zalo thì mình có hỗ trợ bán, bởi vì mình nắm được những cái nick đó là thông tin như nào thì mình có thể bán được, còn những nick khác thì mình không có bán các bạn nhé. Đấy, thì hy vọng đầu xuân năm mới thì chúc anh em thật nhiều sức khỏe, và đừng quên rằng có nhu cầu mua nick hãy nhắn tin vào số Zalo của mình nhé. Và ok, chào tất cả bạn, hẹn gặp các bạn vào ngày mai nhé. Bye bye. We'll be right back.